Các tay súng bắn tỉa đã hạ sát ít nhất 5 cảnh sát và làm 6 cảnh sát khác bị thương tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, trong khi diễn ra các cuộc phản đối sau các vụ cảnh sát bắn hai người Mỹ gốc Phi Châu. Vụ bắn tỉa xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút giờ địa phương ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 7 năm 2016, trong lúc người biểu tình đi ngang qua thành phố Dallas. Ba người hiện đang bị tạm giữ và một người đàn ông trong lúc đối đầu với cảnh sát đã tự bắn vào mình thiệt mạng. Tổng thống Barack Obama đang có chuyến viếng thăm Ba Lan nhân tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Đã có một cuộc họp báo nói rằng đây là vụ tấn công xấu xa, có tính toán và hèn hạ nhắm vào các lực lượng thực thi pháp luật. Cảnh sát trưởng của thành phố Dallas là David Brown nói rằng các nghi phạm được cho là đã phối hợp với nhau dùng súng trường để thực hiện các vụ tấn công khi đoàn biểu tình tới gần. Hàn Tây súng bắn tỉa đã nà súng từ những vị trí từ trên cao nhắm vào một số nhân viên cảnh sát đi phía sau. Cảnh sát trưởng Dallas nói rằng 11 nhân viên cảnh sát đã bị bắn vì các tay súng bắn tỉa theo cái lối phục kích. Hôm thứ Tư mùng 6 tháng 7, thì Philando Castillo ở tiểu bang Minnesota đã bị cảnh sát bắn chết tại tiểu bang này. À, trong lúc cuộc biểu tình trước đó tiếp diễn quanh vụ cảnh sát giết chết Anton Sterling tại thành phố Louisiana xin lỗi quý vị tại tiểu bang Louisiana các vụ bắn chết người mới nhất diễn ra sau hàng loạt các vụ liên quan tới việc cảnh sát đối xử với người Mỹ gốc Phi châu da đen làm dấy lên cuộc tranh luận trên toàn nước Mỹ về việc sử dụng vũ lực gây chết người